chống chọi ung thư, tù nhân 51 tuổi tốt nghiệp đại học top đầu Mỹ. Mới đây, Đại học Northwestern đã tổ chức buổi lễ tốt nghiệp đầu tiên của các sinh viên là những phạm nhân đang thi hành án. Lần đầu tiên, một trường đại học top đầu Mỹ cấp bằng cho sinh viên ở trong tù. Ngày 15 tháng 11 năm 2023, chương trình giáo dục nhà tù của Đại học Northwestern chào đón lớp tốt nghiệp đầu tiên của các sinh viên bị giam giữ. Đại học Northwestern đã hợp tác với Sở Cải huấn Illinois, thành phố Crest Hill và trường cao đẳng Oakland để cung cấp cơ hội giáo dục cho những tù nhân. Buổi lễ tốt nghiệp dành cho 16 sinh viên tốt nghiệp và người thân của họ tại trung tâm cải huấn Stateville. Trong số đó, sinh viên 51 tuổi Michael Broadway đã hoàn thành bằng cử nhân của mình bất chấp nhiều trở ngại, bao gồm cả việc chiến đấu với bệnh ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4. Đã gần 20 năm, do sức khỏe yếu, mẹ của Broadway bà Elizabeth đã không gặp Broadway kể từ khi ông bị giam năm 2005. Trong buổi lễ, cả hai đã trao nhau những cái ôm và những giọt nước mắt để bù đắp khoảng thời gian xa cách. Theo đúng như bản án, Broadway sẽ ra tù vào năm 2084. Nếu được trả tự do trước thời điểm đó, ông muốn thành lập một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào việc trao quyền cho thanh thiếu niên. Sinh viên mới tốt nghiệp ông James Soto dự định tiếp tục theo đuổi ngành luật. Ông hy vọng rằng những người như ông sẽ sớm được trả tự do để họ có thể tạo ra những khác biệt cho cộng đồng. Được biết, khoảng 100 sinh viên cũng đang theo học chương trình Đại học Northwestern tại trung tâm cải huấn Stateville và trung tâm cải huấn Logan, một nhà tù dành cho nữ. Một số trường đại học ở Mỹ đã tổ chức các sáng kiến cung cấp các chương trình giáo dục cho tù nhân như sáng kiến nhà tù Ban, BPI, chương trình giáo dục nhà tù tại Đại học Rutgers, chương trình giáo dục nhà tù Đại học Boston. Những sáng kiến đa dạng này nhằm cung cấp cơ hội giáo dục cho những người bị giam giữ với mục tiêu thúc đẩy quá trình sửa chữa, giảm tái phạm và thúc đẩy sự thay đổi tích cực để họ có thể nhanh chóng hòa nhập cộng đồng.